Thiên Ân ôm Thùy Tiên khóc nghẹn phía sau hậu trường, nói một câu khiến fan quyết thoát follow Miss Grand International vì quá mờ ám. Ngay sau khi bị trượt khỏi top 10, đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân đã ôm Thùy Tiên khóc nức nở đằng sau cánh gà, cùng câu nói khiến nhiều người phải nghẹn ngào. Hiện tại, trang chủ Miss Grand International 2022 cũng đang gặp biến lớn sau đêm chung kết. Vào tối ngày 25 tháng 10, đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2022 đã chính thức diễn ra tại Indonesia. Tại đây, đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân cùng các thí sinh đã cùng nhau trải qua những phần thi căng thẳng với lịch trình dày đặc. Trước giờ gờ, đông đảo khán giả đã đặt ra nhiều kỳ vọng vào người đẹp quê Long An sẽ nối tiếp thành tích ấn tượng của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Thiên Ân khi cô không thể lọt top 10 và phải dừng chân top 20 chung cuộc. Thông tin trên khiến công chúng không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ vì nhiều người cho rằng cô nàng xứng đáng có được thứ hạng cao hơn trong cuộc thi. Trên các diễn đàn sắc đẹp Việt, nhiều khán giả bất ngờ trước thông tin đại diện Việt Nam không được gọi tên vào top 10 chung cuộc. Nàng hậu Việt chỉ dừng chân tại top 20 nhờ lượt bình chọn của khán giả. Nhiều khán giả cho rằng Thiên Ân đã làm rất tốt. Trong phần thi bán kết và trình diễn top 20, cô nàng thực sự tỏa sáng. Một số bình luận của khán giả, trình diễn như vậy mà out top 10. Người cuối cùng nghĩ là Việt Nam, mà hóa ra là Cam. Hủy follow, sang năm không đi xem nữa. Công tâm mà nói, Việt Nam hôm nay đỉnh hơn Indonesia nha. Việt Nam dắt tay Philippines ra chuồng gà chơi. Sau khi dừng chân ở top 10, Thiên Ân ngay lập tức đã xúc động bật khóc nức nở. Trong đoạn clip phía sau hậu trường, người đẹp ôm chầm lấy Hoa hậu Thùy Tiên và nghẹn ngào. Thùy Tiên khá lo lắng cho đàn em và liên tục an ủi, không sao đâu. Tuy nhiên, Thiên Ân vẫn cảm thấy khá buồn bã và nói, em không tin được là mình trượt top 10. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng nhanh chóng có bài đăng động viên đến Thiên Ân trên mạng xã hội sau khi có kết quả. Có thể thấy, nàng hậu đã dành rất nhiều tình cảm cho đại diện Việt Nam năm nay. Bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss Grand Việt Nam cũng có những dòng chia sẻ xúc động trên trang cá nhân. Bà cho biết bản thân rất tự hào về đoàn Thiên Ân, dù chỉ có vài ngày chuẩn bị, nhưng cô đã cố gắng tỏa sáng và đem tự hào về cho đất nước. Việt Nam tự hào có một đại diện như em đã rất tỏa sáng, em đã rất tuyệt vời, yêu thương em, bà Kim Dung viết. Với sự thể hiện xuất sắc suốt từ đêm bán kết đến đêm chung kết, việc đại diện Việt Nam dừng chân top 20 khiến nhiều khán giả Việt không khỏi bất ngờ. Không chỉ cộng đồng mạng Việt Nam, mà nhiều cư dân mạng quốc tế cũng liên tục chia sẻ trạng thái bày tỏ sự ngỡ ngàng và lên tiếng thay cho Thiên Ân khi đại diện Việt Nam bị out top một cách không thể tin được. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tranh cãi nổ ra. Ngay lập tức, nhiều khán giả đã hủy theo dõi các trang mạng xã hội của Miss Grand International. Vừa qua, nhờ việc huy động vote cho Thiên Ân mà trang chủ MGI tăng follow chóng mặt, thậm chí vượt mặt Miss Universe. Thế nhưng, ngay sau khi Thiên Ân out top 10, nhiều người so ra Instagram chính thức của cuộc thi Miss Grand International đã tụt tới 1,1 triệu lượt theo dõi. Hiện tại, số lượng người theo dõi chỉ còn 5,4 triệu và con số đang ngày càng giảm dần, dự đoán sẽ tiếp tục giảm mạnh trong những ngày tới. Không chỉ Instagram chính thức tụt sâu, lượng follower ở Facebook cũng đang trên đà xuống dốc không phanh. Không những vậy, Wikipedia của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã bị đổi tên sang Hoa hậu Hòa bình Gánh xiếc Quốc tế. Thêm vào đó, dòng miêu tả cuộc thi là dành cho các diễn viên hài có nhan sắc cũng khiến nhiều người bất ngờ. Đứng trước vấn đề này, nhiều người hâm mộ hiện đang lên tiếng kêu gọi fan tại Việt Nam nên có nhìn nhận đúng đắn khách quan để tránh ảnh hưởng đến các đại diện dự thi Miss Grand International các năm sau, cũng như thể hiện sự văn minh của cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam. Dẫu sao, Thiên Ân đã có một hành trình đáng nhớ và là một chiến binh nổi bật trong suốt cuộc thi, nhận được sự yêu mến của khán giả trong và ngoài nước. Dù không góp mặt trong top 10 cô gái xuất sắc nhất cuộc thi, đại diện Việt Nam cũng đã mang về nhiều giải thưởng phụ. Mặc dù dự thi gấp rút, nhưng ngay những ngày đầu sang Indonesia, Thiên Ân đã nhanh chóng thể hiện được khả năng, bản lĩnh cùng kỹ năng giao tiếp ứng xử. Trải qua các phần thi phụ, người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi của fan lẫn giới chuyên môn. Không đạt được thành tích như kỳ vọng, những cố gắng của Thiên Ân đều xứng đáng được công nhận và trân trọng. Nàng hậu hiện cũng còn chặng đường dài phía trước trên cương vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.